Hiếu xin kính chào quý bà con nông dân. Thì trong thời gian gần đây thì chắc bà con đã nghe những cái thông tin đó là nhà nước của chúng ta đã bắt được nhiều cái vụ mà sản xuất hàng thuốc bảo vệ thực vật giả, rồi phân bón giả các loại đó. Nhưng mà những cái thường đó, những cái hàng giả đó, thì nó lại rơi vào hàng của những công ty mà uy tín và giá thành nó rất là cao, điển hình như là hàng của Syngenta đó. Vậy thì ở video này thì Hiếu sẽ chia sẻ cho quý bà con thì làm thế nào để chúng ta mua được hàng Syngenta chính hãng. Rồi cái thứ hai thì giá thành mà đại lý nhập vào là bao nhiêu và giá bán ra cho quý bà con nông dân là bao nhiêu. Nếu mọi người có quan tâm đến lĩnh vực nông nghiệp thì mọi người hãy cho Hiếu xin một like, một lượt đăng ký kênh đó, và bà con hãy nhấn chuông để chúng ta cập nhật những video tiếp theo từ kênh nông nghiệp của Quỳnh Hiếu. Kênh của Hiếu là kênh chuyên về nông nghiệp, giới thiệu những loại thuốc mới, công dụng, cách sử dụng và giá bán của nó như thế nào nha mọi người. Và đây là một số cái mặt hàng tiêu biểu của Syngenta nha mọi người. Thời gian gần đây thì rất là nhiều cái vụ mà quản lý thị trường, rồi các cơ quan mà có chức năng á, bắt những cái vụ mà sản xuất thuốc bảo vệ thực vật giả đó, và cái hàng xin á, chiếm tỷ trọng rất là lớn trong đó. Cái vấn đề mà Hiếu muốn nói đó là làm thế nào để bà con nhận biết được cái hàng chính hãng của Syngenta, rồi làm thế nào để bà con mua được cái thuốc chính hãng đó. Đó thì đầu tiên á, thì khi mà Syngenta nó cơ cấu lại cái những mặt hàng á, thì ở trong cái chai thuốc á, khi bà con á mang ra ngoài nắng hoặc bà con đơn giản là gọi cái đèn flash của điện thoại á, gọi vào chai thuốc thì bà con sẽ thấy những cái dòng chữ mà Syngenta, rồi Relax Extra, hay là cái những nhà phân phối á, như là VFC đó, nó sẽ hiện lên đó. Và đó là cái công nghệ tiêu UV, công nghệ mới nhất. Nhưng đó là một phần thôi. Cái phần quan trọng hơn á, là bà con phải lựa chọn mà cái nhà phân phối hàng chính hãng của Syngenta, đó là những đại lý lớn và uy tín nha mọi người đó. Bởi vì bây giờ á, thì tiền thì còn làm giả được, mà huống chi là cái thuốc bảo vệ thực vật này đó. Còn cái sản phẩm mà Hiếu đang bán trên thị trường thì Hiếu nhập trực tiếp từ hệ thống phân phối của công ty Syngenta, của VFC nha mọi người. Thì khi mà thuốc nhập về á, thì nó có giá hóa đơn đỏ, rồi giá mà sau khi mà mình tính hết các khoản chiết khấu để mình ra cho bà con nông dân. Thì đơn giản thôi, như cái chai mà Replace Extra này nè mọi người. Đó, cái chai này nếu mà mình nhập trực tiếp của công ty hiện tại, và cái chai mà có phiếu cào cho quý bà con nông dân á, thì cái giá nó là 391.700 đồng đó. Thì sau khi trừ hết các khoản chi phí đó, thì mình sẽ có cái giá net, nó là rơi vào tầm khoảng 370 tới 375, tùy theo đại lý nhập cái lô như thế nào, nhập số lượng bao nhiêu đó. Và khi đó thì mình đã có cái giá vốn là từ 370 tới 375, thì cái xây dựng cái giá bán ra cho quý bà con á, thì có thể là bán ra từ 385 tới 390 ngàn đó. Rồi đó là cái hàng mà có phiếu cào. Còn cái chai mà Hiếu mang ra, Hiếu giới thiệu cho quý bà con á, đây là cái chai mà mẫu cũ không có phiếu cào nha mọi người. Thì cái chai mẫu cũ này á, thì mình nhập lúc trước á, thì giá trong chương trình á, giá hóa đơn đỏ là nó đã là 370 mấy ngàn rồi đó, 375 ngàn. Rồi sau khi mà mình trừ hết các khoản mà hoa hồng, chính sách đời này kia đó, bia bọt, thì nó sẽ ra cái giá net là từ 360 tới 365, tùy theo cái lô hàng mà mình cắt đó. Và cái giá mà Hiếu đang bán ra cho quý bà con á, là cái chai thuốc này mình đang bán ra với giá là 370 ngàn đó, hàng không có phiếu cào nha mọi người. Còn hàng có phiếu cào á, thì khi mà Hiếu nhập về thì Hiếu sẽ báo giá sau đó. Rồi thì nói về cái khoản mà
mà chiết khấu quê hồng đó, Hiếu cũng xin chia sẻ luôn. Đầu tiên đó, mình cũng có giá tốt thì mình phải ký doanh số với công ty, đó là mà tôi sẽ bán cho công ty đó là doanh số là 1 tỷ hay 1 tỷ rưỡi hay là trên đó nữa, thì lúc đó là bà con sẽ có là được một cái khoản là 1-2% tùy theo cái mà bà đại lý ký ha. Rồi sẽ có cái chính sách một lần nhận, mình sẽ nhận là một lần một thùng, 5 thùng hay 10 thùng thì nó sẽ có cái giá khác nữa nha mọi người. Đó rồi có những cái chương trình ngắn hạn như là ví dụ trong tháng đó bà con nhận 10 thùng sẽ có được mấy thùng bia. Đó rồi, đó là mình khi mà mình trừ net ra đó, trừ ra hết các khoản thì mình sẽ có cái giá net. Chai Relax Extra này á bà con, thì bà con có thể sử dụng là 1ml thuốc cho một bình 25 lít, tức là chai này bà con sử dụng 10 bình 25 lít và phun cho 8.000 m², đó là cái liều khuyến cáo của công ty. Còn Hiếu thì Hiếu chỗ Hiếu là mỗi bà con là thường phun là một bình 25 lít cho 1.000 m², thì Hiếu khuyến cáo bà con là chai này chia làm 8 bình đó và phun cho 8.000 m², mang lại cái hiệu quả rất là tuyệt vời. Rồi riêng về cái sản phẩm mà Amistatop, đây là hai cái sản phẩm mà đặc trị lem lép hạt và khô vặt, ngoài ra thì nó còn giữ xanh lá đồng trên cây lúa của chúng ta đó. Thì cái Amistatop này á, thì bà con Hiếu đang ra cho bà con với giá 285.000. Đây là cái giá mà Hiếu bán cách đây cũng khá lâu rồi đó, giá thì tương đối nó ổn định, nó không có lên xuống nhiều. Amistatop á, thì cái liều khuyến cáo của công ty á, là 5-6 bình 25 lít đó nghe bà con. Rồi còn ở đây thì hai cái sản phẩm Tin Super và Philia, thì hai cái sản phẩm này á, lúc xưa là do Lộc Trời phân phối và hiện nay á, thì Syngenta đã lấy về và tự phân phối. Là trên cái chai á, là không còn cái chữ mà phân phối bởi tập đoàn Lộc Trời nữa nha mọi người, đây không còn nữa. Và trên cái chai á, hiện tại nó vẫn có cái UV, cái tia UV khi mà mình gọi vào sẽ có những cái chữ mờ nó hiện lên, và khi ở điều kiện trời mát á, thì nó sẽ không có nổi lên nha mọi người. Tin Super của Syngenta đó thì hiện tại cái giá mà đại lý nhập á mọi người, đó là nó rơi vào khoảng 221.000 giá hóa đơn 221, và trừ khi mà trừ hết các khoản mà hoa hồng chính sách á, thì nó sẽ ra cái giá net, nó là hiện tại đại lý đang nhập á, là giá 202 đó, 202 nha mọi người, là giá vốn của đại lý. Và Hiếu đang bán ra cho quý bà con á là với giá 210.000 đó. Một chai như vậy thì mình chỉ còn lãi khoảng 8.000 thôi. Và cái giá này thì Hiếu không có bao ship nha mọi người. Đó, giá này thì lời rất là meo đó. Còn đối với cái chai Philia của Syngenta thì cái giá mà hóa đơn á, nhập vào á, là 141.000 đó. Và cái giá net hiện tại á, là 130.000. Đó là cái giá net của đại lý đó, chỗ Hiếu nha. Thì Hiếu chỉ tính được cái giá chỗ Hiếu thôi. Và mình bán ra cho quý bà con á, hiện tại Hiếu đang ra là 140.000 đó một chai, 140.000, và bà con sử dụng cho 5 bình 25 lít. Còn đối với cái giai đoạn mà lúa mà từ chỗ sạc tới chỗ đều, khi mà bà con có phối hai cái sản phẩm là Philia và Tin Super lại thì bà con sử dụng cho 8 bình 25 lít và phun cho 8.000 m². Còn đây là cái sản phẩm mà Anvin của Syngenta và hiện được VFC phân phối đó. Cái giá Anvin mà cái giá net hiện tại á, thì đại lý đã nhập vào là 240.000 và bán ra thì 250.000 thôi nha mọi người đó. Và ở đây thì cái bộ sản phẩm của Syngenta này đó, Relax Extra, Amistatop, Tin Super, Philia và Anvin đó. Nếu bà con có cần cái sản phẩm mà chuẩn chất lượng thì bà con cứ liên hệ số điện thoại của Hiếu sẽ ship cho mọi người. Rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Nếu mọi người có thắc mắc gì thì mọi người cứ comment phía dưới video, Hiếu sẽ đọc và trả lời cho mọi người nha.